pha chuyền chấp của Thành Trung cùng với Felipe Martins. Rất nguy hiểm. Bóng chưa lăn qua vạch vôi. Một pha xử lý quá là bập của Vigor Siesma suýt chút nữa đã biếu cho đội chủ nhà thêm một bàn thắng nữa. Một pha bóng có thể nói là hai hước. Hãy cùng xem lại tình này. Vigor Siesma chân nọ đá chân kia và cuối cùng trái bóng đi thẳng về khung thành. Nhưng ở góc quay này thì có thể thấy là dường như đó chưa phải là một bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Thoáng giật mình